Vâng, xin chào tất cả anh chị, xin chào tất cả các nhà đầu tư. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị phân tích kỹ thuật cơ bản. Vâng, phân tích kỹ thuật cơ bản và đưa cho các anh chị một số các lời khuyên bằng cách là sử dụng một công cụ, một website nền tảng dành cho thị trường coin, dành cho các nhà đầu tư hoặc là dành cho những người muốn quan tâm, muốn học hỏi về lĩnh vực coin, đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ truy cập vào trang coinmarketcap.com. Các bạn có thể search Google coinmarketcap.com, được chưa ạ? Và hoặc là phát âm như thế nào thì tìm như vậy. Và ra trang chủ của coinmarketcap.com như thế này, được chưa ạ? Vâng. Thế thì tôi sẽ bắt đầu phân tích và hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái trang này để chúng ta có thể khai thác nó một cách thành thạo, được chưa ạ? Thì tôi sẽ chỉ cho các bạn từ trên xuống dưới và từ trái qua phải các cái chỉ số của nó, các cái thông điệp của nó. Vâng. Và những cái thông tin chúng ta có thể học hỏi được. Đầu tiên các bạn nhìn thấy đó là cryptocurrency là con số 1551, tức là đây là số lượng đồng coin mà cái trang này họ đang theo dõi, được chưa ạ? Họ đang theo dõi, họ đang listing ra đây, đưa lên đây. Đó, và trên market là 9255, tức là đây là tổng số các cái đồng coin, các cái token mà toàn cầu nó đang có. Và con số này không ngừng tăng lên, đúng không ạ? Cryptocurrency cũng sẽ không ngừng tăng lên, bởi vì thị trường thì nó sẽ luôn có những đồng coin bị đào thải, bị xóa ra khỏi list, hoặc là bị chết, hoặc là cái project đấy nó không thành công, đúng không ạ? Thế còn các cái đồng coin như tôi đã nói trong các cái bài học về hot ICO thì các cái đồng coin nó liên tục được phát hành, cho nên cái lượng mà các đồng coin mới bây giờ rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta thấy là có hàng vạn các đồng coin cũng như là các cái nền tảng token. Chúng ta chuyển sang một cái thông số tiếp theo, đến là market cap, đúng không ạ? Market cap chúng ta nhìn thấy ở đây, market cap ở đây là bao nhiêu ạ? 384 tỷ 188 triệu và có lẻ. Vâng, tại thời điểm mà tôi đang ghi hình, là market cap là 384 tỷ 188 triệu 486 ngàn đô la Mỹ. Cái đây là cái dung lượng thị trường dựa trên tổng số toàn bộ số coin nhân với số giá hiện tại thì nó ra cái đấy. Và khi mà giá của Bitcoin tăng và các đồng coin khác, đồng ăn coin tăng thì volume nó sẽ tăng lên, đúng không ạ? Cái dung lượng thị trường nó tăng lên. Đỉnh điểm ví dụ như lúc mà Bitcoin đạt khoảng 15 đến 17 ngàn đô la thì market cap của nó có thể đạt tới 5-600 tỷ đô la Mỹ, thậm chí 800 tỷ, 900 tỷ đô la Mỹ, đúng không ạ? Cái thông số tiếp theo mà chúng ta cũng cần quan tâm đấy là 24 giờ vol, đúng không ạ? Dịch ra tiếng Anh chuẩn của nó là 24 hours volume, tức là cái dung lượng, cái khối lượng khớp lệnh giao dịch trong 24 giờ qua. Thì đây chúng ta nhìn thấy con số là 17 tỷ 200 và 201 triệu 141 ngàn 101 đồng đô la Mỹ, được chưa ạ? Đô la Mỹ. Và cái tỷ trọng mà người ta gọi là BTC dominance, vâng, dominance, đây là tỷ trọng giao dịch của đồng Bitcoin BTC so với toàn bộ volume của thị trường chiếm 41,2%, tức là ví dụ thị trường đạt 17,2 tỷ thì riêng Bitcoin là giao dịch 41,2%. Mình sẽ nhân sơ sơ đi, 40 nhân với 10 là được 40 rồi, 7428, đúng không ạ? Như vậy nó khoảng độ 68 đến 70, đúng không ạ? Vâng, nhân vào đây, đây tôi sẽ nhân cho nó chính xác, 17 nhân với 41, ok. Vâng, đấy, khoảng độ 69, vâng, tương đương với khoảng độ 7 tỷ, tương đương với xấp xỉ khoảng 7 tỷ đô la, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy dưới này nó sẽ thấy ngay, đúng không ạ? 6,9 volume đây ạ, 6,950, vâng, đó. Thì đây là cái thông số để cho biết là cái dung lượng thị trường ngày hôm nay người ta mua nhiều hay mua ít và giá trị nó là bao nhiêu, bởi vì nó phụ thuộc vào số lượng mua bán, giá, đơn giá của một cái đồng tiền, ví dụ như là đồng Bitcoin. Tiếp tục,
Đúng ạ, chúng ta sẽ nhìn vào đây, phần menu của trang web là gồm có market cap, ô, coins hoặc là tokens, đúng không ạ? Tức là trong cái thị trường coin này thì nó, chúng ta hay gọi là coin nhưng mà nó có cả token. Đấy. Token là các cái dự án ICO, họ sẽ phát hành các cái mã khai báo cho chúng ta, đúng không ạ? Vâng. Trong coin thì nó cũng chia thành là coin đào và coin đúc, hay còn gọi là coin sản xuất. Trade volume, đúng không ạ? Thì nó cho phép chúng ta theo dõi 24 giờ, đúng không ạ? Theo tiền 24 giờ theo sự thay đổi currency và exchange, đúng không ạ? Theo tháng currency. Trending là cái xu hướng, nó cho chúng ta biết là gainers and losers, tức là cái người mà chiến thắng và cái người mà mất mát, đúng không ạ? Ở đây thì mình hiểu là cái đồng coin hay là cái đồng token nào là tăng giá nhiều nhất và cái đồng nào thì bị mất giá nhiều nhất trong ngày hôm nay. Và những công cụ khác, đúng không ạ? Ví dụ như Global Chart, Historical Snapshot, đấy là những cái phần mà chúng ta có thể những cái chỉ số mang tính lịch sử trước đó, một ngày trước đó, một tuần trước đó chúng ta xem. Đo lường chuyển đổi tiền chúng ta không quan tâm lắm. Website Wallet chúng ta không quan tâm lắm, đó là những cái tiện ích thôi. Thì bắt đầu chúng ta sẽ xuống dưới đây, chúng ta xem, đúng không ạ? Đấy, top 100 hoặc là full list thì ở đây nó luôn luôn hiển thị là top 100. Sau đó là coin, đúng không ạ? Top 100 đồng coin, full list đồng coin. Đấy. Coin theo cái năng lực cung cấp, đúng không ạ? Tổng số lượng, hoặc là coin nó filter là lọc, lọc các cái coin mà không thể đào được, đúng không ạ? Rồi token cũng top 100 full list, đúng không ạ? Và phân chia mình gọi là fin đấy ạ. Vâng. Ok. Đấy, hoặc là chúng ta có thể đo bằng đô la, bằng Bitcoin, bằng ETH, bằng XRP, bằng Bitcoin, đúng không ạ? Cash kiểu kiểu như vậy. Vâng, Litecoin thì tôi sẽ để bằng đồng đô la cho mọi người dễ dàng tưởng tượng về giá, đúng không ạ? Thì ở đây ví dụ các bạn nhìn thấy rất nhiều các đồng coin được xếp hạng theo thứ tự tên, đúng không ạ? Dung lượng thị trường, giá của đồng đó, volume là thay đổi trong 24 giờ vừa qua. Đấy, giao dịch như thế nào trong 24 giờ vừa qua, đúng không ạ? Năng lực cung cấp ra thị trường, sự thay đổi về mặt phần trăm trong 24 giờ vừa qua, price gap tức là biểu đồ về giá trong 7 ngày, 7D tức là 7 days, 7 ngày. Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều đồng Bit, đúng không ạ? Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Nailcoin, đúng không ạ? Stella, Cardano, Monero, IOT, Dash, IOTA, NEM, Tron, vân vân. Rất nhiều, rất nhiều. 100 đồng ở dưới đây. Và có đến cả 1000 đồng, đúng không ạ? 1500 đồng đang được liệt kê ra dưới đây. Đấy, chúng ta cũng có thể xem các cái token tương tự như thế, chúng ta cũng có thể xem các token. Đấy, thì ví dụ đây chúng ta có thể nhìn thấy EOS, đúng không ạ? Vâng, Tron, Tether, VeChai, vân vân, đúng không ạ? Vâng. Này đọc là Virtual nhưng mà đọc tiếng Việt là ve chai cho vui, kiểu kiểu như thế. Nó tăng, nó giảm, đây chúng ta nhìn thấy thị trường hôm nay xanh rất nhiều, rất tuyệt vời, quay vào đúng ngày xanh. Đấy, tương tự như thế, đúng không ạ? Các đồng coin, đây là những đồng coin. Đó, thế thì chúng ta đã được biết rồi, bây giờ tôi sẽ phân tích cái đồng Bitcoin này cho mọi người xem, được chưa ạ? Đồng Bitcoin, khi chúng ta bấm vào đồng Bitcoin, chúng ta sẽ nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Đây là BTC, là tên viết tắt của nó, được chưa ạ? BTC, website trang chủ của nó, có nhiều website chúng ta xem. Rồi những cái thông tin về nó, được chưa ạ? Diễn đàn nói về nó, được chưa ạ? Suộc cốt của nó, ranking xếp hạng theo thứ tự. Ở đây thì có 1551 đồng đã được list đưa ra đây, thì xếp hạng số 1, rank màu xanh. Nó thuộc dạng gì, là dạng coin, có thể đào hay không, mineable tức là có thể đào. Ok, như vậy coin này nó vẫn tiếp tục đào được bằng các thuật toán, bằng các phần cứng, đúng không ạ? Chúng ta nhìn sang bên phải ở đây thì chúng ta nhìn thấy giá đang là 9.312 đô la giá bình quân. Ở trên sàn này, sàn khác nó có thể tăng hoặc giảm, hoặc là hơn hoặc kém một vài chục đô la là chuyện bình thường. Cái giá này, giá của chúng ta gọi là giá bình quân tham chiếu, được chưa ạ? Vâng. Đấy, chúng ta nhìn thấy market cap của nó, chúng ta đã vừa xem ở ngoài kia rồi. Khoảng độ bao nhiêu đây ạ? 157 triệu, đúng không ạ? Vâng. Xin lỗi, 157 tỷ, vâng, tôi nói nhầm. Và volume của nó trong 24 giờ vừa qua khoảng 6,9.
Và 6,9 tỷ đô la, suýt sấp xỉ 7 tỷ đô la. Số đồng coin đã được cung cấp, đúng không ạ? Khoảng sấp xỉ 17 triệu, 16,9, được chưa ạ? Và max supply, tức là cái khối lượng cung cấp tối đa của nó là được 21 triệu đồng Bitcoin, gọi là đồng BTC. Đó. Thì những cái thông số như vậy, tiếp tục chúng ta nhìn xuống dưới này, từ trái qua phải. Chart là biểu đồ market, là thị trường. Social là các cái trang mạng xã hội, công cụ, đúng không ạ? Historical data là dữ liệu lịch sử. Thế thì ví dụ đây, chúng ta sang phần chart là phần biểu đồ. Trong phần biểu đồ này chúng ta có thể nhìn thấy 1D tức là 1 ngày, 7D là 7 ngày, 1M là 1 tháng, 3M là 3 tháng, 1I là 1 năm, O là cả thời gian, đúng không ạ? Thí dụ tôi muốn biết là ngày hôm tháng này đồng Bitcoin tăng giảm ra sao, thì chúng ta nhìn thấy trong tháng này thì đồng Bitcoin đầu tháng với cuối tháng chúng ta thấy là giá có vẻ sàn sàn như nhau. Như vậy giá đang rất là tốt, ổn định, đúng không ạ? Và bây giờ nó đang khoảng độ 9.350, chúng ta có thể mua được. Bởi vì giá cao hơn của nó là có thể lên tới 11.000. Như vậy mức giá này hấp dẫn, các bạn hãy mua vào giúp tôi nhé. Sẽ có thể lãi suất các bạn sẽ đạt được khoảng 10-20% vào ngày mai là bình thường. Tiếp tục, chúng ta muốn khẳng định rõ hơn trong một ngày vừa qua, đúng không ạ, 24 giờ vừa qua nó tăng như thế nào, nó giảm như thế nào. Đấy. Thấp nhất nó đạt đến 8.600 và bây giờ thì nó lên đến 9.300, như vậy nó cũng đã tăng được khá nhiều rồi, đúng không ạ? Đấy. Và từng giờ, từng múi giờ chúng ta nhìn thấy từng múi giờ nó tăng, chúng ta xem được từng giờ một, cứ một giờ chúng ta xem được. Và chúng ta sẽ xem làm gì? Chúng ta sẽ lập ra một cái bảng đồ, chúng ta theo dõi là giờ nào thì nó tăng và giờ nào thì nó giảm, ngày nào thì nó tăng và ngày nào thì nó giảm. Trong một tuần thì ngày nào nó tăng, ngày nào nó giảm. Trong một tháng thì tuần nào nó tăng, tuần nào nó giảm. Tất nhiên đấy là tôi theo dõi cái lịch trình của nó, và tôi nghĩ rằng nó có thể sẽ có một quy luật nào đó, đúng không ạ? Thì hãy theo dõi số lớn thì các bạn sẽ biết được điều đấy. Tương tự như thế, các bạn có thể xem một năm, đúng không ạ? Các bạn có thể xem một năm. Đấy, một năm thì giá đỉnh điểm của nó là đạt 19.500 đô la và bây giờ nó đang đạt 9.000, như vậy vẫn còn một nửa giá. Thì chúng ta vẫn có thể hy vọng giá nó sẽ đạt khoảng 15.000 đô la về mặt lý thuyết, đúng không ạ? Market, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem thị trường. Các trang, các cái sàn giao dịch mà đang giao dịch Bitcoin chiếm tỷ lệ như thế nào? Ví dụ như là Bitfinex chiếm tỷ lệ rất là cao, đúng không ạ? Giá bây giờ đang là 9.200, giá Bitfinex rất rẻ. Chiếm tỷ lệ 9,29%. OKEX, đúng không ạ? OK Exchange. Đấy. Chiếm 7,69%, giá bây giờ đang khoảng 9.300. Như vậy nó hơn kém nhau đến tận là 100, hơn 100 đô la là bình thường. Binance, đúng không ạ? 9.237 đô la giá bình quân, chiếm 6,32%, vân vân. Volume được chia thành các cái đơn vị, các sàn đây. Upbit, Huobi, Bitfire, Bitthumb, Bitstamp, đúng không ạ? Kaken, OKX, đúng không ạ? Kaken, vân vân. Rất nhiều, rất nhiều. Bitz, Poloniex. Đấy, tất nhiên có những sàn mà Việt Nam được chơi và có những sàn Việt Nam không được chơi. Phụ thuộc vào việc là nó có hỗ trợ thị trường Việt Nam hay không. Được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ xem được thị trường. Và có một số bạn rất là khôn, các bạn có thể mua ở sàn này và bán ở sàn kia để hưởng chênh lệch thêm cả giá của một Bitcoin nữa. Tất nhiên là trong cái giá là khoảng 10.000 đô thì chênh lệch khoảng 100 đô nó cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Social, đúng không ạ? Mạng xã hội đang nói gì về Bitcoin, đúng không ạ? Mạng xã hội đang nói gì? Đấy, ví dụ như là kênh Reddit người ta đang nói, hay là Twitter, hay là LinkedIn, hay là Facebook, họ sẽ nói tùy từng cái trang, tùy từng cái coin, người ta sẽ có những cái kênh khác nhau. Tiếp tục, chúng ta chọn tools, đúng không ạ? Chúng ta gắn Whitehead vào, không quan trọng lắm, được chưa ạ? Chúng ta có thể chọn là gì ạ? Historical, vâng, data. Chúng ta xem xét lịch sử, ngày, từng ngày một, giờ mở cửa, giờ đóng cửa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhận ra một số các quy luật. Đấy, mở cửa, giá cao, giá thấp, đóng cửa, đúng không ạ? Volume, market cap. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy nó từng ngày, nó liệt kê chúng ta rất là rõ ràng, đúng không ạ? Khi giá cao thì volume cũng sẽ cao lên. Đấy, các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Khối lượng của nó cũng khoảng độ 8 tỷ, 7 tỷ, 6 tỷ đô
tùy vào thời điểm, tùy vào từng ngày. Thế còn volume của thị trường, tổng dung lượng của thị trường đối với thị trường Bitcoin đấy, thì chúng ta cũng nhìn thấy volume là theo ngày, market cap là dung lượng. Ok. Ngoài ra thì ở đây nó cũng quảng cáo cho các bạn rất nhiều, thì chúng ta không cần quan tâm lắm. Tiếp tục chúng ta sẽ xem đến cái phần là ví dụ như là 24 giờ volume ranking. Vâng. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy ở đây là cái sàn nào, đồng nào, nó sẽ liệt kê theo cả đồng, theo sàn, đồng, sàn, đồng, sàn, đồng, sàn. Chúng ta nhìn thấy chưa ạ? Nó liệt kê những cái đồng coin mà đang được giao dịch nhiều nhất, ví dụ như là Bitcoin, đồng Tether, đúng không ạ? Vâng, cái đồng này chính là gọi là đồng USDT đấy. Rồi thì Ethereum, đúng không ạ? Litecoin, Ripple, đúng không ạ? Bitcoin Cash, đúng không ạ? Ethereum Classic, EOS, đúng không ạ? Tron, Cardano, đấy là 10 đồng, còn tương tự bên dưới rất nhiều. Chúng ta có thể xem phần trending. Trong phần trending thì chúng ta xem cái đồng nào là gainers và đồng nào là losers, tức là những cái đồng mà tăng trưởng nhiều nhất trong một ngày và những đồng mất nhiều nhất trong một ngày, bởi vì liên tục có cái sự thay đổi, đúng không ạ? Đây ạ, biggest gainers and losers, thì chúng ta nhìn thấy biggest gainers ở đây nó liệt kê ví dụ như là đồng Topacoin trong một ngày 24 giờ vừa qua nó đã tăng trưởng 112,94%, SpaceChain tăng 71%, QuebecCoin tăng 70%, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy ký tự của nó đây, volume của nó đây, price của nó đây, chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Và nhìn vào đây thì chúng ta biết là chúng ta sẽ nên đầu tư đồng gì và không nên đầu tư đồng gì. Ví dụ những cái đồng mà gainers, những cái đồng mà chúng ta nhận được nhiều nhất, tăng nhiều nhất như thế này, thì chúng ta không nên mua những đồng này nữa, bởi vì nó sắp sửa sẽ đi xuống. Được chưa ạ? Tí nữa tôi sẽ phân tích. Sang phần loser, biggest loser, tức là những cái đồng mà mất nhiều nhất, đúng không ạ? Đây, ví dụ như là Capricoin mất đến 55,2%, đúng không ạ? Project Decorum, vâng, mất đến 53%, 53,7%. Vâng, đồng Global Currency Reserve, đúng không ạ? Vâng, mất đến 49,88%. Đấy, giá của nó rất là nhỏ. Đấy, rồi thì Bitgem, đúng không ạ? Mất đến 35%, giá của nó còn 11 đô. Như vậy mình nhìn vào đây mình sẽ biết là nên mua đồng gì và không nên mua đồng gì, phụ thuộc vào quan điểm đầu tư và kinh nghiệm đầu tư. Tôi giả sử ví dụ như thế này, các bạn nhớ nhé, quyết định đầu tư là của các bạn, không phải quyết định đầu tư là của tôi. Kiến thức thì là của tôi, nhưng mà quyết định là của bạn. Chẳng hạn bạn phân tích đồng Topacoin, đúng không ạ? Bạn phân tích đồng Topacoin, đồng SpaceChain, và đồng thời bạn cũng sẽ phân tích đồng Capricoin, và một cái đồng mà tôi vừa nhìn thấy khá là thích, đấy là đồng Bitgem. Ok. Vậy ví dụ như là các bạn nhìn vào đây, đồng Topacoin, đúng không ạ? Toàn thời gian nó đã có những lúc nó dựng đứng như thế này, lên tới 1.42 đô là mức giá cao nhất của nó. Sau đó nó đi xuống thảm họa, đúng không ạ? 0.043 đô một đồng này. Sau đó nó bắt đầu tiếp tục tăng, đúng không ạ? Cái màu xanh là tăng, đô tăng, còn cái màu cam là so với Bitcoin nhá. Bao giờ nó cũng có hai cái biểu đồ giá tăng hoặc là giảm so với đô, tăng hoặc giảm so với Bit. Thì các bạn nhìn thấy bởi vì Bit nó cũng tăng cho nên là nó so nó sẽ không chính xác. Các bạn dùng đô các bạn so thì sẽ chính xác hơn. Thì nó dùng cả hai cái đấy, bởi vì khi mà chúng ta mua, bao giờ chúng ta cũng mua Bit, sau đó chúng ta dùng Bit để chúng ta mua các cái đồng khác, cho nên là chúng ta phải theo dõi cái này, bởi vì đôi khi nó sẽ xảy ra tình trạng là lãi giả lỗ thật, đúng không ạ? Tức là chúng ta kiếm được, thế nhưng mà so với Bit chúng ta lại thấy là chúng ta bị lỗ, đúng không ạ? Lãi giả lỗ thật. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy như ngày hôm nay giá là 1.13, nó gần bằng với 1.42, gần bằng với mức đỉnh cao. Như vậy giả sử mà các bạn vào bây giờ thì tôi nghĩ rằng là rủi ro rất cao, bởi vì có thể trong một vài ngày tới nó sẽ lại đi xuống. Bởi vì hôm nay nó đã dựng vách, nó đã tăng như nhiều như này rồi. Thì nguyên tắc của nó là bao giờ nó cũng tăng, sau đó thì nó sẽ lại giảm. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó tăng đây, nó sẽ giảm. Vậy mình sẽ đợi nó về, ví dụ như là về 0.34 chẳng hạn, mình sẽ mua, mình đưa một cái target ra là giá của con này
Topacoin này ví dụ thế là 0.4 thì mình sẽ mua, mình ngồi mình canh lệnh. Thì đấy là tôi nói thí dụ, còn tùy quan điểm của các bạn nghĩ là ngày mai nó lên nữa thì các bạn cứ mua, các bạn nghĩ ngày mai nó xuống thì các bạn bán. Đấy là cái quan điểm, còn tôi đang cố gắng phân tích, bởi vì đây là đang nói là phân tích cơ bản, đúng không ạ? Chúng ta nhìn biểu đồ chúng ta có thể biết được. Hoặc là chúng ta sẽ xem một ngày, đúng không ạ? Một ngày thì bây giờ nó dựng vách. Đấy. Ở đây là 0.36, đúng không ạ? Đến đây là bao nhiêu ạ? 3, mấy, đúng không ạ? Bắt đầu nó đánh dựng vách từ lúc khoảng độ 20 giờ. Sau đó nó chỉ được khoảng độ chưa đầy được một tiếng, nó lại đi xuống. Đi xuống như thế này. Thế trong vòng 7 ngày thì sao? Trong vòng 7 ngày thì đồ thị đi là rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Tăng giảm rất khủng khiếp. Đó, thế thì chúng ta cần phải cân nhắc, chúng ta phải chọn đáy để mua. Trong vòng 1 tháng thì sao? Đấy, trong vòng 1 tháng thì mới đây nó mới dựng vách thôi. Tức là nó tăng trưởng rất nhanh. Tương tự như thế, đúng không ạ? Space Chain chẳng hạn, tăng 71%, giá bây giờ là 0.14. Phần lẻ tôi không đọc. Vâng, và rất có thể nó cũng sẽ tăng được nữa, đúng không ạ? Bởi vì so với thời kỳ đỉnh cao của nó có thể lên tới 0.4 đô la. Các bạn so một tháng xem sao. Rồi ạ, một tháng thì giá của nó bây giờ cũng không phải là tốt lắm, đúng không ạ? Tức là bây giờ nó cũng bình thường so với trong một tháng. Đó, thì chúng ta cân nhắc chúng ta có mua vào hay không. Bởi vì ngày mai rất có thể đồng này sẽ tăng thêm độ 20%, 30% nữa, và ngày kia nó sẽ tụt xuống mất 50% là bình thường. Về mặt lý thuyết tôi không nói cụ thể. Đây là đồng Caricoin, đúng không ạ? Đồng Caricoin đã mất đến 56.95%, sấp xỉ 57%. Được chưa ạ? Chúng ta đang nhìn thấy giá của nó đang đi xuống ở đây. Đó. Đang đi xuống 0.17, 0.17. Vâng. Các bạn xem một ngày đi. Giá một ngày đang đi xuống, đúng không ạ? Các bạn xem một tháng đi. Giá một tháng cũng đang đi xuống như vậy. Ở mức bình quân của nó là 0.55 thì giá này đang tốt, đúng không ạ? Giá này đang tốt. Các bạn có thể mua vào và đợi nó lên khoảng 0.25, 0.3 các bạn bán. Đấy là về mặt lý thuyết, về mặt lý thuyết. Còn các bạn nhìn toàn thời gian của nó. Mình phải xem là khi nào nó có thể quay trở lại để pump, đúng không ạ? Và khi nào nó sẽ đâm. Đấy. Đây, nó pump tức là dựng vách ấy, lên đỉnh được đến tận là gì ạ? 1.7 đô cơ. Đây nữa ạ, đây nó có thể lên tới 2.3 đô cơ ạ. Rất là cao. Mà trong khi đó bây giờ nó chỉ có 0.18. Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Giá này mà so với các cái giá bình thường của nó ở đây cũng là được rồi. Như vậy đang mua có vẻ như đang là đáy đấy ạ. Thì chúng ta mua và chúng ta target giá, ví dụ như là 0.17, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đợi lên khoảng độ 0.3, 0.4 là chúng ta bán. Đấy là cách và chúng ta thành công trong thị trường. Tương tự như thế, đồng Bitgem BTG đang mất 38.61%, giá là khoảng 10.07 đô, đúng không ạ? Vâng, cũng dựng vách lên khủng khiếp. 56 đô dựng vách lên quá khủng khiếp. Vâng, 8 đô, 56 đô. Còn bây giờ 10 đô, ok. Vậy mình sẽ xem trong điều gì xảy ra trong một tháng trở lại đây. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta xem, đúng không ạ? Nó lên và xuống liên tục. 8 đô, 55 đô so với Bitcoin. 7 đô xuống. Vâng, đồng này được làm giá rất nhiều. Đồng Bitcoin này được làm giá rất nhiều. Nó liên tục dựng vách, sau đó là lại đi thẳng. Đúng không ạ? Chỉ khoảng 10 đô, 9 đô. Như vậy bây giờ khoảng 10 đô là giá hợp lý để các bạn đợi một cái bước sóng dựng vách tiếp theo. Đúng không ạ? Dựng vách tiếp theo bạn có thể lên được, nó sẽ tăng trưởng trở lại khoảng độ 20%, đúng không ạ? Vâng, 20%. Bây giờ nó đang mất khoảng độ 40% thì nó còn 10 đô. Thì giá của nó 12, 13 đô các bạn có thể bán được. Các bạn đã kiếm được 20% rồi. Rất là tốt. Thì khi mà mình mua bán như thế này
thì mình bao giờ cũng phải đặt ra các mục tiêu là giá mua và giá bán mình có thể ôm được, thời gian là mình ngồi canh để mình bán. Đấy, thì có những cái đồng mà về nguyên tắc là những đồng mà càng mất nhiều thì sau đó nó có cơ hội phục hồi, và những đồng mà đang thắng nhiều thì nó sẽ bị mất nhiều, mà người ta gọi là đu đỉnh đấy ạ. Khi mà mình mua là mình sẽ mua đu đỉnh. Khi mà thị trường mà bão bùng nhiều, các đồng tiền mà càng mất nhiều, ví dụ như là đồng Ripple hay đồng Litecoin mà người ta mất đến 20-30%, thì hãy mua những đồng tiền đấy vào, bởi vì khi phục hồi thì những đồng đấy sẽ là phục hồi nhanh nhất. Thì đây là một số những cái lý thuyết rất là căn bản, phân tích rất là căn bản dựa trên thị trường CoinMarketCap thôi. Đấy, các bạn có thể xem xét thêm và các bạn đã phát triển thêm các kỹ năng cho mình. Xin phép được giới thiệu với các bạn về một số những cái chỉ số cơ bản của thị trường CoinMarketCap và dùng cái công cụ này. Và rất mong muốn là các bạn có thể trao đổi với tôi thêm và chia sẻ với tôi. Vâng, nếu như các bạn cần được tư vấn về đầu tư coin, ủy thác đầu tư chứng khoán Mỹ, các bạn đang có một cái dòng tiền dư giả ít hay nhiều, tôi có rất là nhiều các cái hình thức kết nối để giúp các bạn có thể có những cái khoản đầu tư vào các cái startup hay là vào những cái đồng coin hay là những cái dự án kinh doanh tốt về thị trường tiền số, hoặc là các cái sàn giao dịch ủy thác mà chúng ta có thể là kiếm được tiền. Và tất nhiên chuyện kiếm tiền hay chuyện mất tiền thì hồi sau sẽ rõ. Và các bạn nên nhớ rằng là tôi làm cái kho dữ liệu thông tin cung cấp các cơ hội cho các bạn, các thông tin để các bạn ra quyết định. Và các bạn hãy cứ gửi email cho tôi, còn quyết định là của các bạn cơ mà, đừng lo, đúng không ạ? Nếu như các bạn có tiền, nếu như các bạn muốn đầu tư, nếu như các bạn muốn học hỏi thì hãy làm điều đó, được chưa ạ? Hãy liên hệ với tôi, giảng viên Nguyễn Phan Anh, ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com, số điện thoại 0989623888, Facebook các bạn tìm số điện thoại đấy sẽ thấy, website pamarketing.vn. Vâng, rất vui được chia sẻ và hợp tác với các anh chị và các bạn. Tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các bạn trong các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.